Đến hè lại lên, mỗi năm cứ đến dịp này thì người dân thành phố Quito, Ecuador lại tưng bừng tổ chức lễ hội mang tên Faraday, tức là ngày của những người sáng lập. Trong dịp này có lẽ vui nhất đó chính là những em bé, bởi có một sự kiện rất sôi động dành cho lứa tuổi thanh thiếu nhi, đó là cuộc thi đua xe gỗ. Trong ngày 6 tháng 12, hàng chục thanh thiếu niên đã băng qua các con phố tại Quito để thực hiện cuộc đua kỳ thú của mình. Hầu hết trẻ em Ecuador đều rất thích môn thể thao này. Đua xe gỗ là một truyền thống của thành phố. Trong hơn 40 năm qua, năm nào sự kiện này cũng được tổ chức. Nó không chỉ thu hút trẻ em mà còn hấp dẫn cả những người lớn tuổi và các gia đình. Theo quy định, chỉ những bạn trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 16 mới được tham gia vào cuộc thi này. Với những chiếc xe tự chế, nhiều thí sinh có thể điều khiển xe chạy với tốc độ 100 km/h. Mặc dù lo lắng, song nhiều bậc phụ huynh vẫn khuyến khích con mình trước cuộc đua. Giống như các bậc cha mẹ khác, tôi cảm thấy lo lắng về khả năng xảy ra chuyện gì đó với con mình. Mong rằng Chúa sẽ phù hộ cho mọi chuyện tốt đẹp. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hơn 50 thí sinh ngay lập tức trình diễn kỹ năng đua xe của mình. Không có ai bị thương, song có một số trường hợp bị đâm trước vạch đích. Được biết, những thí sinh về đầu tiên sẽ nhận được một khoản tiền thưởng để hỗ trợ các em mua sắm đồ Giáng sinh, mua đồ chơi hoặc đóng tiền học. Cuộc đua là một phần của hoạt động kỷ niệm ngày thành phố Quito giành độc lập từ Tây Ban Nha.